ở nhà của Bé Linh đó mọi người, thì cũng có một mạnh thường quân ở bên nước ngoài đã xin số của dì Sáu để cho chị tặng, chị sẽ nhận bé Lan Anh phải không? Đúng rồi, Lan Anh. Lan Anh làm con nuôi đó, thì chị ở bên nước ngoài chắc nếu mà nhận con nuôi có thể chị gửi tiền về hàng tháng cho bé ăn học này kia đó mọi người. Thì em cũng mới xin số của dì Sáu gửi cho chị vậy hả chị? Cái đó làm gì rồi sao? Cái đó làm gì? Cái này hả, bông điên điển nha, đồng quê đang nấu canh chua. Bông điển đồng quê hả? Nấu canh chua. Nấu canh chua ăn buổi chiều. Nấu canh chua với gì? Nấu canh chua với khóm, với giá, với cành tàu. Với cá nữa hả? Dạ, đúng rồi, với... Cái quan trọng là cá đó. Dạ, cá đi hồng. Cá đi hồng ha, sao? Dạ. Thì em có thì Sáu nhớ có gì nữa canh điện thoại nha em gửi số bển là có gì thì nói chị điện nha. Tại vì chị hỏi hồi trưa mà đâu biết số thì Sáu đâu, mà lúc này em mới vô xin. Chị không biết ở bên bên Mỹ hay là bên bên Úc nữa. Chị về cũng mang ơn lắm, nói chỉ về cũng nghĩa là nói chỉ về mang ơn lắm. Dạ. Chỉ giúp đỡ cho anh bé Lan Anh học tập. Dạ. Chị cũng gặp tội ơn. Dạ. Ừ. Chút xíu mà mẹ chết, có ba luôn rồi. Xíu mà chưa biết gì chưa mà chết rồi. Bớt. Chị thương dữ lắm. Mạnh thường quân nào cho tiền cũng mang ơn lắm. Mấy cái người anh chị đồ cô bác đồ bên Mỹ đồ này kia các nước giúp đỡ mang ơn dữ lắm. Yeah. Thì cũng có người ta cho tiền này con còn ghi vô sổ nè, đợi chừng nào chôn xong xuôi đâu đó đi rồi đi. Bị gì ở đâu ngay cái bè của tôi, ví dụ như cho bé đồ ăn uống đồ chút đỉnh, cho tiền đồ chút đỉnh thôi thì được. Chứ bị gì cho nhiều quá thì gia đình tôi thì cũng khổ, đâu có khả năng được mà nuôi nó luôn nguyên vẹn được. Thành ra là bị gì tôi cũng có chứng bệnh tim, là uống thuốc tim mạch là hàng tháng tôi đặt hai cái mạch dành như này nè. Chứ đợt đó là uống thuốc mạch cho nó, tại nó tới tắc nghẽn tới 4 giây rằng em. Rồi năm cũng như năm có 2 cộng mà, còn 2 cộng thì uống thuốc mạnh làm cho nó bình lên. Thành ra cũng số tiền lớn. Kêu Lan Anh nghe ơi, trai ơi. Bây giờ con tôi nó nuôi cũng khổ lắm. Bây giờ cũng như nó nuôi là được. Bây giờ mà nuôi thêm hai đứa cháu này thì tội nghiệp, nuôi thì nó cũng có nổi. Thì thương nó. Thì mấy anh em cũng có quyên góp được một số tiền rồi, thì chừng nào xong đi chung cất xong Mỹ Hạnh đi rồi anh sẽ tổng kết cái số tiền bao nhiêu rồi sẽ trao lại cho gia đình. Dạ, thì cũng không phải là một số nhỏ. Dạ vậy cũng mang ơn dữ lắm. Bởi vậy chứ nếu mà thương nó lắm, mà phải như tôi không có bệnh gì hết trơn á, tôi nuôi hai đứa này được luôn, nuôi được luôn. Tại kêu con tôi gắng nuôi làm phước cho con thì nó nuôi được. Bây giờ quá trời tôi bệnh. Sao bệnh gì sao? Bệnh tim. Tim nữa hả? Dạ. Bệnh tim. Sao năm nay là nhiêu tuổi rồi? Tuổi giấy thì 57. Tuổi giấy 57 ha. Dạ. Thường mấy đứa nhỏ là thường có qua nhà Sáu nhiều không? Có thì qua thường xuyên, nhưng mà nó qua bên đó là thường xuyên dữ lắm. Ở bển nhiều hơn là ở nhà ha? Dạ đúng rồi. Qua thì chắc nó mến Sáu lắm á. Dạ. Rồi Lan Anh rồi. Qua qua là bà Sáu, bà Sáu thương. Thì thấy bên nhà bà Sáu không có la, không có gầy gì hết. Rồi bà Sáu có gì bà Sáu cũng cho ăn hết trơn á, nó nói gì đó. Dạ. Rồi, bà Sáu mà cho ăn cơm gì tùm lum cho nó cũng đụng ai nó cũng học cho đụng. Trời ơi mày hay quá trời, lên bỏ luôn hết trơn. Dạ. Nhiều quá ha, cái đó mình hái hay là mình mua? Mua mua ha. Tưởng ở đây mình hái chứ ba, cái bông điên điển này mình hái gì hái khó à. Đây bông điển là làm gì ăn nữa sao? Ủa gì ấy gì nó nấu cơm chua rồi. Rồi Lan Anh ra chưa? Cái món quà. Lan Anh ơi. Lan Anh ơi. Anh. Lan Anh đâu rồi? Nó đây nè. Anh.
Người đây cho cô thấy mặt thấy nè. Để cô nhận làm con nuôi. Ăn con nuôi luôn. À, nè, con nuôi đi luôn. Con đi ra đây nè, Lan Anh nè. Lan Anh muốn có mẹ nuôi không? Có phước lắm mới được. Ừ, có phước lắm á. Đâu có đem con đi đâu. Học con mà con lại đây nè. Là con là mẹ nuôi gửi tiền gì cho học con mà cho bà ngoại đây nè. Ở đây bà ngoại nè. Đâu có rước con đi đâu. Đi ra đây nè, nó sợ đi rồi nó không có nuôi. Jessica Lee. À, Jessica. Chị Jessica Lê. Đi ra đây nè con, ở với bà Sáu mà. À. Con đừng có lo ở với bà Sáu, đâu có ở với kia bên kia. Ừ. Con ngồi bên đó rồi. Con ngồi bên đó rồi. Ừ. Mẹ nuôi thấy chứ chứ không rồi sống quần sống áo cho anh trời đi học. Đúng rồi, chứ không 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 có đem qua bển con à. Ừ. Có bển lắm mới được vậy đó. Quay vô. Quay qua đây quay cái giò qua con. Quay vô rồi. Bưng mấy này xuống cô, bưng hết trơn giải con. Để cho mọi người ngồi chơi. Mẹ ngồi thích vô. Rồi con không có sao, con ở dưới ở đây nè. Ở dưới bà ngoại với bà sao. Có gì đâu mà sợ. Cô thương cô mới nhận làm con nuôi để cho tiền đi học. Cũng y như con kêu, ví dụ như con kêu mẹ Trang rồi mẹ Phúc rồi với tỷ cho con gái nghe nè, cũng như cô vậy đó. Thương con, nhận con là con gái thì thương nhưng mà con phải ở nhà. Đúng rồi. Nhang đèn cho mẹ, giữ em cho ngoại ha. Thằng Thái á làm gì đâu, con đâu có bắt đi gì đâu. Đâu có bắt đi đâu. Con Đại Phước á không có bắt đi gì hết trơn á. Nó sợ đi. Đi. Không có đi đâu con ơi. Không có đi. Không có bắt con đi. Không có đi đâu, mẹ chết này còn ở lại với ngoại đang nuôi em đây nè. Hiếu rồi. Sẽ thằng con làm con nuôi rồi sẽ gửi tiền cho con ăn học á. Không chịu không? Nó chịu ha. Dạ con đi. Chịu đi con. Nói dạ lớn là con lớn mình cảm ơn cô. Cảm ơn mẹ luôn. Nói con cảm ơn mẹ nuôi. Cái cái chị này là ở bên nước ngoài chị Jessica Lee. Jessica Lee. Nói đi con, nói giỏi. Mẹ là... nghe không? Nói con cảm ơn mẹ nuôi. Vậy đi. Nói đi con, bà ở đây con có lớn lên. Con cảm ơn mẹ nuôi. Nè con, cô cho con thấy hình sơ sơ mà. Ở đây tấm hình sơ sơ của mẹ nuôi cho nó thấy đi. Con có không có bắt gì hết trơn á. Bắt con gì hết trơn. Lớn lên này con đi được đi nước ngoài. Mẹ ơi, mày lớn lên mày được đi nước ngoài khỏe không chết. Dẫn bà Sáu đi nghe không? Dẫn bà Sáu với bà ngoại đi. Con gái học giỏi đi. Con gái học giỏi kìa. Bà Sáu với bà ngoại. Rồi, nó giống mẹ con không? Đẹp không? Đẹp không? Dữ giờ. Người ta lo ăn học đó. Lo cho con ăn học luôn đó. Rồi, giống mẹ Hạnh nè, con nhìn coi, con nhìn cũng giống mẹ Hạnh nè. Không? Đó, giống mẹ Hạnh đó. Bây giờ mẹ con mắc rồi, bây giờ có mẹ này con vui phải. Đó, mẹ Hạnh kêu phù hộ đấy. Phù hộ cho con gặp được mẹ này đó. Cho nên là con phải vui. Em đã gửi số điện thoại của Sáu cho chị rồi đó hả chị? Rồi nói chị liên lạc với Sáu ha. Con không có đi đâu, con sợ, đúng không? Không có đi đâu hả? Mẹ nuôi vậy thôi. Rồi chừng nào thí dụ như mẹ nuôi muốn rước con qua bển chơi đó, hiểu không? Là cũng có bà Sáu với bà ngoại nữa, rước bà Sáu với bà ngoại đi luôn. Lớn lớn mới rước đi, lớn mới rước đi chứ đâu rước bây giờ. Có 18 tuổi mới được đi á. Con nhỏ tuổi con đâu được qua đây đó được. Con nhỏ tuổi con đâu cho con đi được. Bên đây Việt Nam không có cho đi qua bển biết không? Lớn tuổi mới được đi. 18 thảo lên mới được đi. Rồi bây giờ là mẹ nuôi lo tiền ăn học rồi cho con hết trơn luôn. Lúc đó là con đi bển con làm là có tiền nè, gửi tiền về bà ngoại cắt nhà lên, cắt nhà biệt thự lên ở. Đúng rồi, theo chồng có tiêu. Lúc đấy là có ông Việt Kiều nào Pháp là thương ấy, lấy bởi tiêu rồi. Ấy đi, không có sao đâu con. Mẹ con hỗ trợ gặp mẹ này đó. Mẹ con phù hộ cho gặp mẹ đích ra bên Pháp đó. Thì qua nó thấy. Con quay mặt lên, con dòm tới. Con nước mặt lên. Chị thấy con bé này, chị thấy tội nghiệp. Tội nghiệp, trời, trời không. Tại vì con biết làm sao không? Tại sao mà cô thương con không? Cô thấy con bất hạnh nè, con nhỏ mà. Không có cha nữa mà mẹ chết. Mẹ con mất. Cho nên cô mới thương vậy thôi, chứ nhiều người giống con lắm đó. Mất cha, mất mẹ. Cô không thương, cô thương con là con biết cái phước con có rồi đó nha. Bây giờ con có mẹ Việt Kiều rồi, là con an tâm rồi. An tâm ăn học. Đừng có sợ bà ngoại không có tiền mà cho con nghỉ học. Bữa hổm nó nói, rồi mẹ con chết rồi, Sáu ơi khóc mướt nha. Mẹ con chết rồi, cũng hết có tiền ăn học rồi. Rồi vài bữa nó là nghỉ học luôn rồi. Công tình mẹ con mua quần áo cho con. Mà vài bữa con có tiền con nghỉ học luôn. Mà ngoại khổ lắm, không có tiền cho học luôn. Khóc mướt hết trơn, nói trời ơi yên tâm đi. Để từ từ bà Sáu kêu cậu hai gì ba gửi tiền cho con học. Thì
thì nó lại tới đâu tới khúc nào nên thức nãy thì sợ không có tiền đi học. Chị này chị ngủ rồi chắc tối mới thức. Cũng như mình ở đây Việt Nam mình thì bằng sáng ngày, ở bên kia là tối, đúng rồi. Yeah. Bên đây là mình bằng ngày, bên kia là tối đó. Bằng đêm. Giờ này nửa khuya bạn ơi. Đúng rồi, bên đây là bằng ngày, bên kia là bằng đêm. Bên này chắc của bên Mỹ. Mới hả? Con mừng không? Dạ mừng. Người chủ là sợ gì nữa con? Lớn rồi. Dạ con mừng. Tại đây tới là con hết sợ là không có rồi, tiền ăn sáng nè. Gắn cái mic vòng quanh nó rồi cho nó cảm ơn. Cho nó nói tiếng là nói chuyện rồi. Này. Rồi hết sợ Rồi con nói rồi. Đi con. Con nói con quanh tay là con nói dạ con cảm ơn mẹ nuôi nhiều. Dạ con cảm ơn mẹ nuôi nhiều. Nói mẹ con mất rồi, giờ con khổ, con sợ không có tiền học. Mẹ nuôi con học thì con cảm ơn mẹ nuôi nhiều. Đó, vậy nói đi con. Nói vậy đúng con. Mà xấu vậy con. Đó. Con nói gì nè, con nói mẹ con mất rồi. Sống nói đi con, nói đi. Nó tình cảm, con. Sống nội tâm. Nói đi. Con nói đi con. Nói đi con, nói đi. Nói rồi bà Sáu cưng. Biết không? Ý là mẹ nó mới mất chưa nằm xuống, nó không dám nhận người khác. Nó sợ mẹ nó buồn đó. Đúng rồi. Bây giờ chỉ cần cho con biết vậy thôi, cô thấy cái tâm con như vậy, cô thương con nhiều lắm. Nên con hãy yên tâm là con sẽ có tiền đi học, không có nghỉ học dạ nha con. Dạ. Con cứ hiếu thảo, mẹ dặn trước khi mẹ mất, mẹ dặn con cái gì? Nói cho mọi người nghe coi. Mẹ dặn con sao mẹ điện về á. Dặn dụ em con sao đó, con nói lên. Lại cho đi mình. Học về đợi em đi chung, mẹ tắm rửa cho em. Tập quần tập áo cho em luôn hả? Dạ. Rồi nấu cho em ăn luôn hả? Con không biết nấu. Có nấu cơm được nữa. Biết đâu á. Có nấu cơm được nữa. Ngoài dạy nấu cơm. Con biết nấu cơm chưa? Rồi. Cơm rồi, giỏi dữ người ta. Mới 10 tuổi là biết nấu cơm rồi đó. Nấu cơm nó mặc nó dạy. Ngoài nó dạy nó cơm điện á. Lo đo nước. Đo nước luôn. Nước con phả ngang qua bằng hết. Rồi con đo như gạo nhiều thì giờ nước nhiều chút vậy đó. Bà dạy từ đâu tới đâu tới đâu vậy đó. Dạ. Con để em kéo dây điện ra cha. Bà nói á, là ngoại lỡ gì ngoại á, chết mai xuống mời. Ngoại già rồi thì con phải dạy con nấu cơm rồi này kia cắt kiểu gì đó. Đừng là cho đừng con mà không biết đừng mà nấu nước rồi này kia gì đó. Nấu nước rồi này kia. Rồi để con ngoại lỡ gì ngoại chết. Trời ơi cũng vắng lâu quá không nấu được á, không nấu nước gì trong kia. Ráng học giỏi nghe con. Dạ. Nó học tốt còn sao? Nó học là trên Bình Dương là nó học tốt đó. Đó nó có ấy nè con này. Đúng rồi con Lan Anh. Lan Anh là học trên Bình Dương á là tốt rồi về đây học kiểu hôm nọ bị cô Quýt đó cái học trên mạng á về nó cũng không có điện thoại tiếp thu đâu có như mấy đứa kia được khi chúng khi thắt lắm khi á thì lại nhà người ta có mạng người ta cho mình có mạng thì mình học được không có là không có học được luôn có khi có điện thoại mượn khi thì điện thoại bà ngoại nó của em cứ lên đi xuống chết vậy rồi cái bà vợ không có bằng ta rồi không có được giỏi được thôi mà lên lớp thôi chứ không có học giỏi còn trên Bình Dương á trên Bình Dương học giỏi nó có học Bình Dương đó. có trên Bình Dương á học giỏi trên Bình Dương con học lớp mấy họ nói học cho mấy con? Cho dạ, cậu lớp mẫu giáo lớp 1, lớp 2 học mẫu giáo lớp 1, con về đi mới học lại nữa ha theo mẹ nó mấy năm rồi. Đúng rồi theo đó giờ luôn đó theo bà ngoại luôn mà dẫn bà ngoại theo luôn dẫn bà ngoại theo luôn bà ngoại nuôi chứ nó mẹ tôi đâu bà ngoại nuôi ở nhà làm cho phỏng vấn đăng ấy này cho này nấu cơm cho mấy cô chú này có mẹ nuôi rồi chuẩn bị có mẹ nuôi rồi có mẹ nuôi đẹp xuất sắc luôn nè Lan Anh á bên Mỹ á mẹ nuôi bên Mỹ bên Mỹ nói bảo kê cho học luôn tới bến cho lắm mà con nuôi đó mà nó sao không giúp bà bến nó không chịu
Không chịu, tôi nói là nó chịu rồi, nó chịu rồi. Đi trước đi rồi dước ngoài. Mẹ không nuôi bên nước ngoài. Không, nó không có đi, không có đi, ở lại ngoài với bà Sáu. Ừ, chào cô. Không, không, cái này hình không à. Cái này. Chào đi. Chào cô, chào. Nè con chào mẹ nuôi. Cái chiếu ngồi gì vậy? Nói con chào mẹ nuôi, phải chào con chào mẹ nuôi. Dạ. Nó thì nói này nè, chị nói rồi ơi. Chịu đâu thấy không? Sao? Sợ. Bây giờ nè. Bây giờ con nhận đi rồi rước bà ngoại đi theo cho ngoại biết cái xứ của Mỹ. Trời ơi, Mỹ giàu. Ơi nè, Mỹ hãnh kìa kìa, cho gì Tư nó coi coi. Nè, mẹ nuôi ở bên Mỹ nè, nè. Đây nè. Bên nước ngoài. Tiếp, tiếp. Bên nước ngoài á. Đó đâu đây. Bên nước gì quên rồi, nãy nói nước gì vậy? Bên Pháp. Bên Pháp. Bên Mỹ, bên Pháp, dĩ bệnh à, bên Úc, dĩ bệnh á. Ờ, nhận nuôi như Lan Anh dữ lắm. Ờ, chịu rồi, chịu. Mà gửi tiền về không mà nghe, chứ không có đem gì bệnh. Không có đem gì bệnh, gửi tiền gì đây. Gửi tiền gì đây cho Ngọc tới bến luôn. Ờ, mà biểu học giỏi đi. Vậy là nhớ con mẹ con rồi. Mẹ con không ai hết trơn. Tại mẹ lo trả hiếu cho cha mẹ con đâu có được. Bắt đi đó. Cái đâu được đi nước ngoài đâu. Bảo ông kêu chào mẹ, chào mẹ nuôi cái tay quay đang quay chân nè mày. Hé mới mốt mày gọi chị cho tiền mẹ nuôi, cho tiền chị hai là con không được. Không có được ké ngàn nào chứ. Mai mốt mua quần áo đẹp để chị hai. Không chịu ha. Không chịu mà mốt chị hai mà giàu ha là con nghèo đó. Ờ tiêu rồi. Mốt chị hai đi đi Pháp về chờ bỏ này nè. Con mốt á, chị con xài hết tiền thì con có tiền con đi mua nhà khác con ở, con không ở chung với chị con. Sao vậy? Sao ở chung với chị? Nói mấy chú nghe rồi, chị ăn hiếp hay sao? Hả, chị có ăn hiếp không? Chị thương con nhất nhà đúng không? Ờ. Chị con ở nhà chị đậu bánh con không ạ. Ờ, thấy không? Bây giờ bị mét rồi kìa, có không? À, con có quánh em không? À, bị mét rồi kìa, thấy chưa? Lì, em lì con mới quánh nha. Ừ. Đó thấy không? Có lì cho con đi chơi chứ chị tán đồng con. Trời ơi. Ơi. Ta nựng đó, cái đó là ta nựng. Ừ. Chị nựng gì mà chị tán vô đầu con cái bóp luôn. Ta nặng gì mới đã. Ta thương đó, ta nựng đó. Ừ. Đúng rồi. Đừng mà quýnh con ha. Con còn đang học chị cũng tán con nữa. Ừ. Chị Hương đó. Có không? Con có không? Có. Sao? Tại sao quá? Con mẹ là lì thế không? Chị nói con lì chị mới tán à. Đúng rồi. Tán thương. Em có lì đâu mà chị tán em. Ồ, con mẹ nên con lạc lạc con mẹ nó là con thương. Con ngóc đầu gì như chuyện ngã xuống nằm. Thương mẹ, thương em mới được. Chứ đừng ăn hiếp em. Thấy ăn hiếp em đi. Thấy chưa? Thấy ăn hiếp em bây giờ em mà mét chưa? Ồ kìa. Coi chừng té đó, xích vô Lan. Ngọc Lan, con xích vô để té đó con. Mẹ giò con không về nó con té không? Nó khiến nó chết, nó gặn giò con đủ thứ cho nó, con nhớ không? Đi trước chết là mới giận. Nó bố con quánh em đi nha. Thương em nha con, ha. Bây giờ em thiếu con trường trọ. Không ba nè, không mẹ nè. Rồi chú ơi, đâu rồi? Rồi chú với cô á. Ra đó là bà chị bên Singapore về đúng không? Bà lộn, bà chị bên Singapore là bà gửi gì 18 triệu là nói là cảm ơn chị Bình Như như quay con mấy hạnh bà thương tiếc là gửi nãy đi. Dạ. Người dân này có cần nữa không? Bây giờ là nói là bây giờ hiện tại bây giờ nói là bà chị có cần như vậy.